Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Titanfall 2 nha các bạn. Rồi ok, chúng ta đi tiếp luôn rồi. Wow, chúng ta đã bỏ lỡ và dừng chân ngay tại kia. Và chúng ta phải đi gặp mặt với cái ông Anderson tại cái điểm tập kích. Healthy Freedom, ủa sao bắn nhau ầm ầm vậy. Ô. Không cho bé chính. Có mấy con rồi hả? Tôn gì đây. Dính đi đúng rồi, phải vậy chứ, phải ngon vậy chứ. Cái này như là để che lại rồi, nhưng mà chặn đạn hay sao á. Đó, bắn phải đỡ hết trơn. Nghĩ sao chú chơi lại anh mày? Chú chơi lại anh mày sao? Full cây máu liền, fan. Bấm R1 để nhiều đồ địch nữa rồi. Quất liền ba thằng nè, đó. Dính liền. Anh thả một tay tình khác nữa. Dính liền, không cần nhắm bắn luôn. Wow. Này thì nhây nè. 40 tàng hình. Đâu rồi, ra đây đúng rồi. Titan Lock. Bắn ra đây. Này chưa chết hả? Bắn đạn dí vậy mà nó burst core. Burst core là gì ta? Công nhận cái boss score đỉnh thiệt. Không được cũng được kêu hình cái nó hồi. Bắn hết đây. Mà được có cái mà kiểu như nó bắn nhiều phía, nhiều thằng cùng lúc á, đầm đỡ phải ngắm luôn. Nó ngắm sẵn cho mình hết luôn rồi. Tự giết còn trừ mấy người ta tình ra thôi. Excessive force. Như mỗi lần mình xài được 3-4 lần hay sao á. Dở quá cưng, dở quá, bắn hụt không à. Thế mà nói cái con kia nó bắn này vậy nó bắn hụt không à. Chạy đâu. Anh mày đang dí mày chạy đi đâu. Mình đeo nguyên con một tay tình thì mà sợ quá gì nữa. Ôi, có mấy con này có hồ đạn không ta? Mình nghĩ là chắc có nha. Sao là Lord Alpha Tone Equip. Một cái con mới. Expedition. Là cái con này, nhưng mà cái con này nó lại có nguyên một cái đồ mà đồ chơi mới. Tone Sonar Lock. Partial Lock. Force Field Lock Incoming from One Side. Cũng hay thử coi. Nhưng mình lại thích cái nại hơn, nó có đạn nữa kiểu. Somebody's in love. Cái này là shield nè. Còn này là cái đạn bắn nè. Cũng được. Này là đạn lock on. Cái R1 là đạn lock on. Hay là mình đổi cái cũ được không ta? Mình khoái cái cũ hơn nhiều. Cái cũ này nó có cái auto bắn các kiểu. Cái kia là hình như nó lock on để bắn thôi. Đa phần bắn nhưng không có đỡ nhiều. Không hay lắm. Từ đâu chưa ra vậy mấy bạn hiền. Này thì bắn bố nè. Dính liền. Mình này nó được cái là nó có cái nó có cái shield, thằng kia nó có shield. Bắn nó đi, bắn đi nhanh, bắn nó nhanh. Đúng rồi.
phản đạn nó cho anh. Dính nó. Wow, mấy con này làm sao mà có cửa quánh lại được. Còn đây, đúng rồi, mấy con này hay được cái đó bắn. Nó có cái kia nó hay. Nhưng mà bật luôn cái ultimate skill của nó thì sao, tới checkpoint nè. Có pin nữa kiểu, vừa mấy con này rớt cái rớt cục xanh lá cây, các bạn chạy lại bạn ăn cái là được pin rồi. Disassemble part PT, get to the control room. Ok, nhảy ra thôi, nó kêu mình nhảy ra rồi. Tại vì mình ngồi trong đó hoài là lát hồi không có đi đâu được hết á. Con kia chắc nó tự động nó biết đi rồi nha. Này, ô này nhảy đông tới trời. Hello buddy. Ôi, hello. Mấy này đánh dễ dễ sợ. Mà không biết mình đang đi hướng nào nữa. Rồi bật cái kia lên. À, túi bên kia luôn. Có drone luôn hả? Ghê vậy bộ. Sao mình ghép mấy con drone nữa vậy? Hồi má cái nhẹ coi. Hồi đạn nữa. Một phát dao liền. Mày đâu rồi? Chạy đâu? Quá easy. Yo. Không được, cái này nó hồi đạn, hồi máu nhanh. Nghĩ sao bạn đạp được mình vậy bạn? Má nó tính đạp mình sắp lờ luôn á, nhưng mà mình đạp nó qua không biết đi hướng này đúng không ta? Mình nghĩ là vậy. BT kìa. Nhưng mà đâu rồi? À đúng rồi, nghĩa là chắc là đúng rồi đó. Control room đây. Bây giờ làm gì nữa? Mấy cái này mình chỉ sợ hết đạn thôi, giống gì đó. Còn 4 viên. Nhảy lên lại à? Ôi sao giờ nhảy lên lại được trời. Có đạn dược gì không ta? Cái này nó không có tự động lụm đạn ha. Mình thấy hơi kỳ vô đó, kiểu như là nếu bạn thằng nào rớt cái súng cùng với cái giống như các bạn á. Ok, nó đòi chia đôi ra, chúng ta không đi chung nữa. Hết đạn mẹ rồi. Hết đạn thì quánh tay không. Ê, từ từ đó. Có súng cối nguyên cái barret luôn hả? Đổi coi. Ồ, cây này có vẻ ngon. Đồ, nhưng mà đồ hơn, mình không thích mấy cây này kiểu này vậy lắm. Cây này cũng được. Có rồi hơn không? Work luôn. Alternator, đâu rồi, cây này kêu súng lột à. Mình thích mấy cây này nhẹ nhẹ, work nhanh đấy kiểu. Ủa, nhảy xuống đây đúng không ta? Mình sợ mình đi sai đường thôi, giống gì đó. Cái này sửa cái gì vậy ta? Ui, từ từ đây, mình coi có súng ống gì không? Mấy này sao toàn xài súng ngắm không vậy? có cái animation mà sử dụng đối phương nữa kìa mà. Nhìn tục vật là. Ôi cái này không đá từ trên không xuống à, kiểu như kích liệu đối phương đó kiểu. Mấy cái game gì á. Cái này thì không có rồi. Đi đi. Ôi ghê vậy bộ. Ôi nó biết nhảy qua đây luôn bộ. Ghê. Nó nhảy được qua đây, từ phóng một phát qua kia, sao mình không phóng được một phát qua từ đó qua tới đây hay gì? Ôi. Nó phóng được chứ mình không phóng được qua.
Chết hết chưa, chết hết chưa? Để xem mấy này còn có súng cối gì không. Lượm luôn một cây mình hết đạn rồi. B206 cái này súng lục à. Thốn thì mình cần súng càn gì đó để mình xử lý mấy thằng này nhanh. Firestar này, à bom này, bom. Mấy này cầm súng ngắm người ta, Sniper Heavy Rifle. Mặc dù cầm cái súng ngắm bị bự tổ chảng nhưng mà chắc đi được nha. Ờ đúng rồi, đi được. Không biết mình đi đúng đường hay không nữa, nhưng mình nghĩ là chắc là đúng rồi đó. Ờ, đồng đội quá. Mấy đứa có súng cố gì không, tranh mượn đi, anh không thích mấy cái cây này cho lắm à. Súng MGL, cái cây đó là cây phóng lụ rồi, mình nghĩ là vậy. Được, cái này được nè, cái này được. Ngon quá trời, quân mình ở đây quá trời. Đi tiếp. Thấy đồng đội là ngon rồi. Ôi, dân chơi. Hết cái hồn. Mấy thanh niên lâu lâu xuất hiện cái là mấy pha ảo. Cây này cũng ngon. Hết cái hồn, ê, cái gì? Đồng đội mình nó bắn giùm mà mình cứ tưởng là ai không à. Wow, mình này chưa chết nữa. Châu bò vừa thôi. Đạn đã ít rồi mà còn gặp quái khỏe khỏe mà bắn lâu nữa chứ. Chúng ta cần đạn con nào có không? À giờ thằng này chết nó hồi đạn cho mình nè. Nó xài cái súng mình đang xài không? Giờ làm gì nữa đây? Ở đâu? À còn bé đây. Ôi, nó bắn rồi. Rác quá mấy đứa ơi. Đâu rồi? Mình nhảy qua đây được không ta? Hình như không sao. Đó, bắn gì phải nhanh hơn không? Cho anh một cái súng là sẽ cân cả tim nó. Nhưng mà phải còn đạn nha. Chứ hết đạn sao bắn được. Rejoin với BT. Tìm cách quay trở lại với BT. Từ từ mình kiếm đạn cho. Hết đạn rồi. Nó hồi cái kia không à? Nó hồi cái cây phụ không à? Fire away to rejoin. Chúng ta phải tìm cách quay trở về với BT. Vừa thấy cái gì bắn là gần sâu nha. À đây chú này. À, tính bắn lén mình hay sao ấy. Frag grenade L-Star, đổi cái này coi. L-Star thử cái này xem nó có khác gì cái kia này. Nhìn à, súng càng mà nhìn nó cứ như shotgun vậy ba. Không biết có phải shotgun không. I refill have been working well. Hình như có chỗ này bà con ơi. Hình như feel lắm. Mình không biết mình đi đâu nữa. Mình nhìn có vẻ không ổn. Ở đâu thế nhỉ? Giờ đi đâu nữa ta? Có cái đường đi nó nằm ở đâu nhỉ? À phải lên chạy nhảy lên đây mới đúng nè. Ôi cây này có vẻ đã. Nó xịt khói là sao ta? Mỗi lần bắn xong xịt khói. Ồ, cái nó bắn cơ. Tàng hình cái nhẹ. Tàng hình cái nhẹ. Chạy ra đằng sau, ngón liền. Hình như cái cây này nó bắn, nó không cần phải đập đạn mà nó... Mà kiểu như là nó sẽ hồi, kiểu như là làm nóng quá thì sẽ không bắn được nữa. Kiểu như overcharge ấy, kiểu vậy đó, đại loại vậy. Ôi, mình bắn cái quái gì mình không biết nữa. Hello buddy. Ôi, cái lạ nha.
mình bắn vô trong được mà. Hết hồn. Cái này nó ăn đam cao quá. Cái này có súng gì ngon không? Tại súng lục không vậy? Tàng hình cái nhẹ nào mà chế, mấy chế làm sao mới chế thấy anh được. Tàng hình là cái là xong, xong liền. Rồi lùm cái súng đó, El Store. Mấy này không có súng gì ngon hết ta. Quánh một cái mình bay gần hết máu luôn nhưng mà không sao. Cái này chúng ta còn khá là nhiều máu. Rồi, một cái mình đi cái đúng đường không nữa. Có vẻ như sao chúng ta có vẻ như ta đi lặp lại quá ta. Hình như vô được bên trong rồi nè. Này gì đây? À rồi. Lấy súng ống cái đã. Frag grenade R97. Còn cây nào khác không? Creeper R97 với Creeper không? Toàn hai cái đó không à? Cũng không có mấy cây gì khác. Lúc đầu mình còn tưởng nó control, nó control của đồng đội ba. Thế coi giờ làm gì nữa ta. Ôi cái làm nó là cái nó thả cái chất thải mà nhìn ghê vậy. Where are you BT? BT à, chú đâu rồi? Cái lỗ này đi không ta? Hay là mình phải trèo lên nữa ta? Mình nghĩ là mình phải đi lên trên nữa mới qua được. Cái chỗ này đúng rồi. Không, cái EA làm lần này làm cái game á, cái cách mà điều khiển khá là mượt mà cái kiểu. Nghĩa là phải chạy tường rồi. Đúng rồi. Riêng những game sau này nó cứ khoái vụ bao vụ chạy tường. Nhất là Black Ops 3 chứ đi. Robot nó không biết nó có làm gì không. So good, missing me already. Tính bấm ở dưới mình mà lỡ tay bấm trên rồi. Kệ đi, không trông sao đâu. Má, thằng này nó cứ ảo tưởng quá, nó cứ tưởng là cái con này nhớ nó ba. BT nè, long time no see, good to see you buddy. Rất là vui được gặp nhà ngươi. Đồ thôi, à đây, mở cái cửa đây. Sao mấy con này nhìn nó cứ ngáo ngáo, mà mỗi lần mà thấy mình thấy nó ngáo là mình thấy nghi là chuẩn bị có chuyện gì lớn xảy ra. Đây là gì đây? Sao có đèn đỏ nhìn ghê quá. Kiểu lát nữa nó sẽ có con mẹ gì. Ê. Coi kiểu như lát nữa là có địch thì con mẹ gì đó xuất hiện đúng không? Vừa mới nói luôn. Tàng hình cái nhẹ nó không biết qua nên mình lẻn ra đằng sau lưng qua. Ôi, hết rồi. Này nó cũng dễ bị mất máu nhiều, cộng thêm là cũng là rất dễ hồi máu nhanh. Hồi máu cũng nhanh mà mất máu cũng nhanh. Tùy lúc. Mấy mày này nó yếu quá. Mấy này trong online run lính không à, lính què không à. Woohoo, dân chơi. Ô lên tới đây được luôn hả? Rồi chúng ta shut down the toxic slash. Deactivate có súng cố gì không? R201. Mình thấy cái cây R201 hơn ba, bắn nó đã hơn nhiều. Bắn nó màu chết. Mình xài cái đó nhiều cho phần multi bắn đã lắm. Nhưng mà nếu mà bọn multi mà bạn muốn bắn mà ảo hơn là bạn phục phải có những cây gây khác. Ơi cái này nó biết nổ bà con ơi. Ôi. Bờ biết di chuyển má, sau này làm mấy vũ khí mà hiện đại quá nó cũng gonna have to do all the work, phụ ra mấy đứa. Nghĩ sao mình để cho mấy bom nó dí vậy trời. Má mấy bom mà kiểu nhìn như con nhện vậy ba, mà nó dí cũng kinh dị ba. Cái là grappling
đang xuống rồi. Cây này có vẻ bắn xa không ổn. Này có kìa, súng nhắm ở trên kia nhưng mà thôi xuống quất luôn cho nhanh. Mình chỉ bị cái là bị mấy con cái quả bom nó dí rồi trời ơi. Ôi no. Sao hồi máu rồi, ra quốc tiếp. Dễ lắm mới dừng chơi. Ui, nó nổ nhẹ thôi cũng mất máu nhiều nữa. Sao mà lâu ra mà thả lắm thế nha. Hết đạn luôn rồi. Wow, đông quá. Nếu mà chúng ta, ơi có cây gì à? Có aviator gì nè. Thử cái này coi. Tại mới lượm được nè. Bombing shutdown trong vòng 5. Ui mẹ ơi. Chạy, bom nhiều quá. Ôi sao bom nó một đống vậy? Bom mấy con bom nhện này nọ kiểu một đống luôn. Mày ngon mà tới đây. Ôi chết mẹ nó tới thiệt con ơi. Một bầy luôn. No. Má mình phải canh chạy lên đây canh cho nó khỏi lên cái chỗ này mà bom không. Nào chế ra cái bom nó mình cũng thấy nể lắm á. 90% rồi. Cái game này hay cho nên nó không ăn đam mà đam rơi xuống á. Khi là bạn té xuống các bạn sẽ không bị ăn đam. Ui, cũng hay tại cái game này đa phần là bạn có bộ chum suit hay con mẹ gì mình cũng không rõ, nguyên bộ giáp có thể bay nhảy cái kiểu rồi. Kiểu từ giống như Advanced Warfare á. Á mỗi tay vãi. Như một chơi trong PlayStation nữa chứ. Cái nút cái analog nó sẽ nằm ở dưới nó khó chịu. Chạy lên trên coi. Tụi hết rồi. Ồ BT vô bắn phụ à. Nice. Phải vậy chứ. Có tay tình là một chuyện sẽ thay đổi liền. Hello. Làm sao qua kia đây? Làm sao qua cái chỗ bên này ta? Hết hồn gì mười thấy cái gì đó phải. Đúng không ta? BT! Em yêu! Vô! Quẩy mấy đứa! Quẩy! Anh có tai tình rồi, anh không sợ con mẹ gì hết. Mình nhớ mình coi lại cái khúc mà con tay tình này nó bị đập á, là nó cũng hư hại nhiều lắm mà sao mà nó không có hề hại với ta. Vì cái điều con này nó không nhảy được, tùy con nó nhảy được nha, có vài con không có khả năng nhảy thế mới thốt đi lên nè. Ô nó chạy lên được nè. You were not invited to Kane's party. And that's why you're dead. Well, another runaway hero with an SRS Vanguard class Titan. Woo! Now we're talking. Bring it. Let's get this party started, scrub. What the fuck? Oh. Này có vẻ kính. Ken à. Này thì Ken à. Đâu rồi? Ra đây mày. Ây da, bị bắn luôn hả bồ. Mày chết à. Đó, phải vậy chứ. Ôi giời, thằng này có vẻ kinh. Rồi, ra đây. Ngon ra đây. Đó. Giảm máu liền. Tao biết cái mánh mày rồi. Mánh mày đánh quá dễ. Đó, mày thì cho mày smoke luôn nè, đó. Tao biết thế nào mày cũng bắn. Rồi, đánh nè. Ôi, bạn hiền. Nó bằng sau cái cột này là nó phân vân liền. Nó đâu biết đánh được.
Ôi, Briscoe Online. Ê, có cục pin nè. Qua lấy cục pin cái nhẹ coi. Ôi, thằng này nó lấy pin được luôn hả? Này thì lấy pin. Nghĩ sai bồ. Quá easy. Này quá cùi. Chúng ta còn lấy pin trong này không ta? Kane's helmet radio is still intact. You should retrieve it. A manual pipe landed pilot are breaking through the facility. Over. Kane, we need reinforcements in the tunnel. Kane, how copy? Over. Decrypt enemy communications has a strong history in warfare. This will work to our advantage. In order to survive, we must keep moving. Major Anderson went this way. It could be a shortcut to the rendezvous point. Oh, chúng ta sang một cái chương mới luôn bây. Okay, into the abyss. Quốc luôn. Mà sao cái con này mình cũng có thể tự hiện nó chỉ cần gắn pin vô rồi à. Mọi thứ trở về như mới vậy ha. Nó không bị hư hại cái kiểu gì luôn. Mình cũng thấy là lạ. Mình nghĩ ít nhất nó cũng phải hư hại. Thì quánh nhau chỉ cần gắn cục pin như là mọi thứ cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy cũng hơi ảo ảo. Ôi mà chỗ này đẹp ấy chứ. Đẹp vãi. Ý là mình nhìn thấy trên TV nó đẹp á. Nhưng mà trong phần quay thì nó hơi tối một tí. New Titan Loadout. Có cái gì Scorch. Con này mình cũng hay đánh trên Multi, nhưng mà một trong những con mà mình thích đánh là con Bronin. Nó là lãng khách thì nó có nguy kiếm này nọ, kiểu cũng ngầu lắm. Nó nhiều, có nhiều con lắm. Thì phần single này mình không biết như thế nào, nhưng mà phần Multi thì nó cho bạn chọn thoải mái và miễn là bạn unlock được thôi. Chơi càng level càng cao thì càng unlock được. Một gốm ngờ không có chọn như thế này, con Titan hơi chui vào được. Ồ, như đi quá đà. He is a war criminal wanted by the militia. Kì đấy. Commonly employed by the IMC. Robo hả? Robo như chỗ này giống nhà máy sản xuất robo vậy ta. Rốt cuộc là nãy giờ chúng ta gặp được Major Anderson chưa? Đi. Chạy đâu mấy bộ? Ê chết mẹ, bấm nhầm. I'm engaging hostile infantry. Má lò bấm nhầm nút, ba nút. Ta-da, chào mấy chế. Ta-da. Đang cooldown rồi. Cái này mà không có cooldown thì công nhận nó OB lắm luôn. Mỗi lần các bạn bắn phục phát tới 3 lần. Mà mỗi lần đúng lâu luôn. Này lên được không? Này là do cái game này nó tuyến tính với mình Call of Duty rồi. Nhưng mà so với năm nay thì mình lại không muốn quay Call of Duty tí nào. Nãy vô chưa đạp bạn được nữa không nổi. Ê, mình đạp nó được không ta? Ờ được ba. Multi mình chưa có thử đạp ai hết á. Ôi cái mẹ gì. Năm em qua đây luôn. Này gọi tàn sát nè ba. Má cái con này nó trâu bò và killer. Đúng kiểu tàn sát luôn. Nào ra là dính dưỡng hết. Nó làm gì trên đây? Ừ, chúng ta như làm xuống dưới đây làm gì ta? Mình cũng biết mình đi đâu nữa. Take BT to tới cái chỗ để chúng ta thể gặp mặt được con kia thôn. Một con mới thì ừ.
Ồ này chạy đâu bồ? Chạy đâu hả bồ? Dính à? Ơi ồ, không thể để BT chết được. Cục pin, chúng ta cần cục pin. Có một con nữa hả? Ơi, dính chơi, con này dính chơi quá. Cục pin, chúng ta cần cục pin. Này nó bắn rác quá, nó bắn từ đằng sau nãy giờ mình không thấy rồi. Ngon, bắn nữa đi mày, bắn nữa đi. Hai bé nè, đâu rồi? Burst score online nè. Rồi. Giờ đâu nữa? Mấy bé này căng quá. Đánh mà cứ khoái nhào vô đánh, không cần biết ai. Không cần coi họ hàng con chú là ai hết. Đó, trưởng lại hết. Đó, né liền. Ơi, né liền. Ôi, mình thả ra đúng lúc vậy kìa. First score nè. Rồi, đó, phải vậy chứ, thôn đâu. Tôn Đông Á nè, đánh này không còn cái gì luôn. Một phát hết, dí, cái đè đạn dí mà. Không trúng cũng phải trúng thôi. Mày nhây, chưa chết nữa mày. Mày công nhận, giờ mới thấy con BT này có ông đội trưởng OB và KL. Nó chửi cho cố vô, xong rồi mình chửi một phát nó gục luôn. Quá gà. Ý là nói con robot thôi ba. Gì đây, ta là lót ao mới hả? Đấy. Brute, à cái con vừa mới đánh mình xong. Thôi, chúng ta cứ chơi con đầu tiên đi, cái con này mình hiểu rõ nhất, đánh dễ nhất. Rồi đánh quen tay nữa. Lúc còn đi đâu? Another shortcut. Raise the cargo flip. Nhưng mà làm sao đi qua đâu ta? Raise the cargo lift. À chắc phải bỏ cái máy rồi. Thì chúng ta mới chạy qua được. Chứ không thể nào mà cứ ngồi yên trong đó mà chạy qua được. Nhìn đi chỗ khác nè. Má bựa vãi, vừa với tàn hình cái ảnh không thèm quan tâm gì luôn ba, không thèm cảnh giác, không thèm gì hết. Ok, ngon. Có súng cố gì không? Flashlight, cái này trong môn multi bắn cũng ngon á. Mà cái này thì là ơi thôi mình thử shotgun đi, tại vì shotgun này bắn gần á. Mà nó tới 100 nó nhiều viên đạn lắm. Ok, này cái flashlight mà. À không, cái gây lụm á. Nãy là mình còn 100 viên đạn rồi. Gì vậy? Bắn gì vậy? Wow, nào cầm con BT đi. Bé nào cầm con BT đi. Được lắm mày, được lắm. Ôi, sao cầm lôi xuống dưới luôn rồi. No. Activate the cargo flip. Shit man. Con nào cầm BT xuống luôn vậy? Chơi lầy vậy? Cầm robot mình chạy xuống dưới con kia nó vùng vẫy trong cơn ác mộng á. Bị lôi xuống dưới đây luôn. Mẹ bà mày, đem lấy con của bố mày. Anh mày tới để giành lại đây. Ê, đâu rồi? Em tôi đâu rồi? Lôi đâu rồi? Nghĩ sao vậy bồ? Bồ nghĩ bồ đánh nổi không vậy? Mở cửa này hả? Hay là sao ta? Nghĩ là chắc phải chạy qua đây rồi. Có cái đường ống nè. Đi, ôi mà nhìn cái chỗ này đi ghê quá. Nhưng mà chạy vẫn được, nó không chứ mình không nghĩ là té xuống dưới đâu. Cái trò này làm mình nhớ tới hồi mà mình chơi Mirror S. Nó cũng mấy cái ống cam gì á. Sao mình cứ thấy mấy cái xanh đó mà mình không biết nó xanh đó là cái gì. Rồi. À, cái tường bên đây mới đúng rồi.
Má phi mấy cái tường này nhìn ghê quá bà. Cuối cùng cũng đến từ tên ơi. BT đâu rồi? Em đâu rồi? Má sao nhảy nhìn mấy biết là thằng này nó không ăn đam nhưng nhìn xuống dưới nhảy nó cứ ghê ghê hay sao? Ừ chắc là lấy đà phóng một phát qua tới kia luôn rồi. Bitches! Chả chả đi. Devotion, cái này shotgun à. Mà làm sao bắn nó mạnh hơn cái này được. Cái này shotgun chắc bắn phát chết luôn rồi. Còn cây kia thì chắc là mình nhìn giống nó giống như mấy cây Renee Launcher kiểu. Wow 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 wow, hết cơ hội. Má loạn thì chứ. Hello. Hello. Nó không thấy luôn. Rồi Titan Pilot ở lộn. Cái con Pilot á. Nó cái thằng Pilot nó còn có nhiều cái skill. Ê, ui. Cái người đâu vậy? Nó đưa đi qua kia hả? Chúng ta phải nhảy qua kia hả? Hay là chúng ta đứng yên qua đây nó cũng cầm cái này chúng ta đẩy qua đây mà đó. Mình nghĩ là vậy. Ừ đúng rồi nè. Chúng ta qua được rồi nè. Nó cứ thả lên thả xuống hoài luôn. Ôi mình hết mấy cây này shotgun rồi đó. Cứ bắn một phát là nó gục luôn. Vậy cái nhìn thằng đó mình cứ tưởng là boss hay con mẹ gì ba. Đập một phát ai ngờ đập một phát gục luôn ơi. BC ơi em đâu rồi? For the low flow of assembly line. Sao nó có vẻ dài dòng nha. Ôi, má mình cứ tưởng là mình xuống qua không kịp vậy chứ. Mỗi thằng tặng một viên thôi thì mình đang rất là tiết kiệm đạn đây. Tại vì tụi nó đông quá. Ôi. Với lại bạn nào chơi console thì chắc cũng quen cái nút mà mình bắn cái gì bắn pháo bông à. Cái nút mà kiểu như là các bạn thay thế cái nút R3 với nút O á. Mình xài bấm R3 để trượt, nó dễ hơn là bấm O. Tại vì chơi cái này mình cứ trượt hoài, đa phần trượt nhiều lắm. Nó quen tay mà kiểu cái nút kia thì nó lại không thuận cho lắm. Rồi có rốt cuộc là con BT nó nằm ở đâu. Em ơi em đâu rồi, làm sao anh thấy em. Checkboy tới checkboy rồi. Dù mình không biết mình đang ở đâu nhưng mà tới checkboy rồi, mừng quá ba con ơi. Vừa mới thấy con mẹ gì. Ui nó chưa chết hả? À đằng kia có một thằng tướng nữa. Hello. Mấy thằng tướng này cũng không khó đánh cho lắm. Mình nghĩ là mình chắc mình phải đi lên cái cục đó. Wow. Tại nó đưa mình đi qua chỗ kia. Ý, mình đang tìm hiểu tại sao là đi cái hướng chỗ này đây. Có nghĩa là chúng ta phải chạy qua đây. Walk run qua đây, chạy một phát qua tới đây luôn. Gần tới rồi, biết tới. Ý, chỗ má hết hồn. Nó đục vô phát. Sao tự nhiên mấy đứa này dừng lại vậy? Wow, bắn rác luôn đó bộ. No, trượt, chạy đi. No, đường cùng rồi, ở đâu chứ? Ôi, con gì mà nó ghê vậy? Còn bé nào đẩy cái này tới đâu? Không miếng đất nè. Đúng rồi, đi luôn. Mình coi cái cách mà thủ tục nó đưa cái con này qua sao ta. Bắn gì bắn hoài. Đang chạy qua tới đây rồi mà còn bắn nữa. Nó đang xây cái gì trong đây ta. Nhìn nó cứ ghê.
Thì mà làm sao mà chúng ta nhảy qua kia được ta? Nhảy qua kia chắc chắn không tới rồi đó. Chắc nó đang chuyển tiếp nè. Tới checkpoint nữa rồi nè. Ngon. Quá ngon. Ồ, hên quá. Vừa kịp chỗ luôn, mình không có bị tuột xuống dưới vậy. Wow, wow, bé nào bắn gì ghê vậy? Bắn quá ảo, quá ư là ảo rồi. Ôi, cồi con nó nhảy kìa. Con gì? À, cái cơ gòn này mình có bắn rồi. Nó khả năng nhảy xa cái kiểu rồi nó nổ nữa. Tùm lum la thứ. Còn hai mấy viên thôi, 21 viên thôi đó. Phải tiết kiệm ở trên hết. Ê, tao ghét cái thể loại này. Nó gọi cấp bom lên đó nè. Mình tiết kiệm đạn lắm luôn rồi đó. Mà mấy cái quả bom này cứ nhây nhây nè. Không chơi nổi mấy quả này. Split fire, đổi cái này đi. Cái này hồi nãy mình có xài. Wow, 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 wow. Mấy bộ bắn căng vậy. Mấy bộ không chừa đường cho mình sống nữa sao? Còn một mình chấp hết thì cái kêu này nó không có xứng đáng là pilot, mình cũng hơi kỳ. Má nó bắn kinh thiệt, mặc dù biết là nó xuất phát thì không phải là pilot, nhưng mà nó chắc cũng chuẩn bị làm pilot là vừa. Không biết mình nên đi đâu nữa ta. Nãy mình vừa mới đi cái chỗ này qua mà ta. Vừa mới đi một đường vòng mà, tức là mình nghĩ là mình phải đi thêm bên đây nè mới đúng nè. Nghe tốt bên kia đó. Nhưng mà làm sao để qua? Vừa mới nói luôn. Chuẩn bị nhảy nhót gì không? Hết hồn. Vãi cái mấy thanh niên. Ôi coi nó bắn rồi. Oh what the fuck. Má. Nãy nó ghim một phát ngay mặt mình luôn. Chắc mình nghĩ mình phải nhảy qua đây thôi. Chứ không. Ờ nhảy được nè. Mình cứ tưởng là nãy không nhảy được. Hoặc là không cần phải nhảy. Ví dụ vậy là mình sẽ nó đưa mình thẳng qua tới bên kia luôn. Ai ngờ mình phải nhảy mới đúng mà. Tàng hình cái nhẹ coi. Woohoo, đâu rồi, tụi bay đâu hết rồi. Ô má, một đại bầu một bầy luôn. Sao nó phát hiện hay vậy? Wow, dừng chơi. Ê. Này thì dừng chơi nè, đâu rồi. Còn một bé đây nữa. Đạp một phát là tỉnh ngủ liền. Còn 17 viên à. Đạn nè, thêm đạn nè. Mấy này đa phần nếu mà chung một cái chỗ này là nó xài chung một cái cây của nó thôi. Nên mình đổi cái cây này sang cái cây flashlight luôn cho rồi. Có vẻ được hơn. Nhiều đạn hơn, bắn ngon hơn nhiều. Này nó đi ra đâu ta? Nó đang cứ đập cái này sang cái kia hoài ta. Mình không rõ, để mình không biết mình đi đâu nữa. Nếu mà mình nhảy vô cái này thì nó sẽ đưa mình đi đâu ta? Ờ, hay chứ. Mà cục này đi đâu? Đi xuống dưới đây, đi qua kia. Đi thẳng qua... À rồi. Đi thẳng qua bên kia luôn, hay. Anh lên luôn. Rồi đưa anh mày qua kia luôn đi em. Đi. Có cả hình nộm nữa nè. Quánh không được quay. Mình thấy mình phải nhảy gì đó, mình nghĩ là vậy, mình chuẩn bị tinh thần.
Đó, qua tới check boy à. No. Mình ghép cái con này ghế bay. Đang ngứa ngứa gãi chân cái máu, ai ngờ bay ra một đống. No, cái con này nhây nha. Con này thể loại nhảy như nhện vậy ba. Vãi cái đái. Cái game này hay là có nhiều cái chỗ mà bạn có thể đi luồn ở đằng sau để đánh nó kiểu, nhưng mà cái khu vực này cũng đánh cũng rất là rộng. Ôi, thằng này mập kia đó chửi mình một phát là mình có bị cooldown luôn đi. Bị slow motion cái kiểu ha. No. Tàn hình chạy không được. Cũng hơn là cùng kịp lúc á. Ồ, sao nó bắn kìa. Làm sao kiếm được cái súng mấy như mấy này vậy. Bắn cũng quá cha ta thiệt chứ. Bé ơi bé, bé đi đâu rồi? Hồi nãy giờ vẫn chưa tới con BT nữa hả? Sao lâu quá vậy? Tới checkpoint nè. Nghe là chắc phải vô cái chỗ này. Nó làm cái cục đó cũng ra là cũng có lý do của nó. Cho nên cục này nó sẽ được qua kia. Rồi qua kia làm gì nữa? Sao lâu quá vậy? Lên, đúng rồi. Ôi ghê nha. Mày nhìn giống như là các bạn đi gì ta, gọi là gì ta, nhìn nó giống như là đi cái gì ấy, giống như là tàu lượn siêu tốc vậy á, nó dẫn đường mà nhìn cái này nó còn hơn cái tàu lượn nữa. Wow, cái gì ghê. Giờ không biết mình nó đang dẫn mình đi đâu nữa. Wow, ok. Show me something, maybe. Show me something. Hãy cho tôi thấy cái gì đó đi. BT đâu? I see you, pilot. Đâu? Mày thấy tao thì tao chưa thấy mày mày. Đâu rồi, nó đâu? Ôi. Phải chạy qua đây không ta? Cuối cùng mình cũng biết phải làm sao đi ra khỏi cái chỗ này. Đây. Có sắp đặt hết rồi. Mà cũng hay, mình làm thiết kế cái khúc này cũng hay. Ây. Mình nghĩ là mình đang đi đúng đường. Phải không? Đi hướng này mình nghĩ là đúng nè. Ây. Ủa, có cái đường xuống nè. Tụt xuống được không ta? Còn này ra đâu ta? Wow, cái này hay chứ. Ồ. Mình cũng ngờ mình rò cái đường này mà không biết cái đường này ra đâu nữa ta. Ồ, sao cái này giống đường cục quá vậy? Kìa, chúng ta cũng lên lại cái chỗ hồi nãy ta. Ồ, cái đường này ra đâu nữa ta? Nhiều lúc nó thấy nó làm hay nhưng mà mình không hiểu cho lắm. Mình nghĩ chắc đi lên trên hay gì đó. Đợi đi qua kia rồi mới lên được bên kia hay sao ta? Không được qua bên kia hả? Làm sao đi qua kia luôn? Lên trên rồi đây. Mấy cái này hắc não nhau à? Không phải khó đó. Đó, hình như phải đi cái hướng này lên mới đúng rồi. Rồi mình nhìn hoài mình không ra cái đường.
Mà nhìn bên đây thì nó lại ra cái đường. Chỉ là điều không biết có đi được hay không thôi. Hình như là đúng rồi đó, mình nghĩ là đúng rồi đó. Đúng rồi nè, nhưng mà giờ lên tới đây thì đi đâu nữa ta? Lên được tới đây rồi. À đây, 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 đây. Chạy vô đây. Bài lọt helmet collected. Được một cái nữa hả? Ủa, rốt cuộc mình đi hướng nào ta? Cái hướng này nó hơi phức tạp nha. Mình chưa hiểu cho lắm. Nhưng mà mấy cái chỗ này nhìn nó cứ nguy hiểm sao sao á. Đi hồ mình chỉ sợ té. Té hồ té dập mặt luôn. Wow, chắc là đúng rồi nè. Tới checkpoint nè. Hên quá. Cuối cùng là tới checkpoint rồi. Mừng quá. Ôi ôi ôi, Inception. Nhìn giống lắm luôn á, nhìn giống cái Inception lắm luôn. Giờ sao đây? Moving platform. Sao nó cứ thay đổi, nó làm nhà cửa hay sao vậy? Cứ ghê ghê vậy. Cái này nó nghiêng nè, nhưng mà lên tới đây up lên trên được. Để nhảy xuống cái này thôi. Ồ, hết hồn. We'll take it from here. Nhìn là đúng rồi. Nhưng mà làm sao để ra khỏi chỗ này? BC ơi, em đâu rồi? Giờ làm gì đây? Nó đang lên mấy cái miếng đất dần dần nè. Nó lên hết thì nhiều như mình mới đi được. Ok, lên gần hết rồi. Không biết mấy này làm cái gì trên đây đó ta. Mô phỏng giả lập hay con mẹ gì á. Nhìn nó cứ ghê ghê, nhìn giống Inception cái kiểu. Có cái cửa ngay đây nữa chứ. Một khu vực khép kín luôn. Loading scenario 127 in dynamic simulation dome 3127 in dynamics. Ôi. Vãi cả đổi phong cảnh. Má nhìn tục vãi, vãi cả đổi phong cảnh, đổi xung hơ, xung quanh hết trơn luôn. Mà mình không biết mình đang ở đâu hết. Illegal view. Với góc nhìn phạm pháp. Bất hợp pháp. Lúc cuối là mình vô đây mình đi hồi nó có bị gì cái vụ mà test quân đội ở đây. Ôi. Nên đội mình mà. Tại nó màu xanh dương mà. L-Star Splitfire. Mấy cái này còn đạn nhiều mà. Khi nó hết đạn rồi quốc. Giờ làm gì đây? Mấy bạn đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình hả? PT em đâu rồi? Bây giờ vẫn chưa thấy nó này, mình có thấy nó đâu mà nó kêu nó thấy mình mới ghê. Mấy thanh niên chạy không à? Nhát vãi. Ủa rồi, còn ai nữa không? Trốn sạc bắt luôn. Cái đó hả? Defeat the Reapers. The Reaper à, mình biết cái con đó rồi. Con nó chơi trong All Multi thấy hoài. Nó hơi trâu một tí nhưng mà giết được.
công nhận châu lắm luôn. Hết đạn rồi. Nổ rồi kìa. Bắn cứ full đam như thế, đè đam là chết thôi. Bắn nãy giờ đâu chưa phát hiện nó bốn mấy thằng này không à. Biết cái này còn nhiêu viên thôi. 330 viên. Cái này có nhiều cái chúng ta cần phải có BT chứ mà mới làm được. Trời ơi. Má coi. Giờ tăng độ khó rồi. Lên nóc nhà đi. Lên chỗ này mình bắn đó. Đâu rồi. Các bạn chơi khó nhau nha. Nó còn cho lính đi theo nữa mà. Ây 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 ây. Mẹ bà đó. Nó gần nổ rồi, nó gần nổ rồi, nó gần nổ rồi. Easy motherfucker. Nổ đi em, nổ đi. Nổ nhiệt tình lên, đúng rồi, phải vậy chứ. Giờ là vấn đề là nằm ở đạn còn hay không thôi. Hết đạn rồi. Chúng ta không thể bị kẹt trong đây được nữa. Chúng ta buộc phải đi ra thôi. À cái cây này, cái cây hồi nãy mà mình xài để bắn cái đám kìa. Cái cây mà nó cứ không cần phải nạp đạn á. Không có băng. Vô là chỉ quốc thôi. Mà mình không biết mình đang kẹt trong cái giống gì nữa. Sao giờ nó bom ngay cho đó luôn kìa. Kì đây. Ôi vãi, anh kia cầm shield mà cầm ngu vãi. Nhưng mà chúng ta cần đạn. Wow, chúng ta đã thoát ra khỏi chỗ này được rồi. Ê. Splitfire, Bloodfly, Elstar. Đạn, có đạn không? Có đạn không? Cái cây nãy nữa nè, bây giờ mình xài lại giờ nãy cái khu này nó như đó cây à. Nguyên một khu xài hết ra nguyên đám nó thịt ná ná giống nhau hết. À không, cái này bị trượt xuống quá. Và có vẻ tập này mình sẽ tạm dừng ngay tại đây và hẹn lại các bạn trong những tập tiếp theo của Titanfall. Và các bạn mình sẽ quay trở lại sớm nhất vào ngày mai, vào sáng, mỗi ngày chúng ta đều có khung giờ ổn định. Và với cái tập thứ hai này, và mình cũng mong là các bạn có một sự ủng hộ lớn và nhiệt tình đối với series này, cũng như tập 1 vừa qua chúng ta đã vượt qua cái ngưỡng mà lượng like và share rất là nhiệt tình và dự của các bạn, 150 like. Và cái tập này thì mình cũng mong là sẽ có cái sự ủng hộ tương tự như vậy, 150 like. Ok, và chào các bạn và hẹn gặp lại những tập tiếp theo của Titanfall 2. Và mình sẽ tạm dừng ở đây, bye bye.